Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, sau hơn 19 tiếng bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố New York bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. 17 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 4 giờ 10 phút sáng 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn công tác. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tham dự hai sự kiện chính là Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt là các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ dự sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 1 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, thăm Đại học Columbia và tiếp xúc gặp gỡ các lãnh đạo, bạn bè trong chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, học giả và bà con kiều bào ta tại Hoa Kỳ. Sáng nay tại Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự sơ kết 1 năm xây dựng tỉnh an toàn giao thông. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả sau hơn 1 năm thí điểm xây dựng tỉnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, thay đổi diện mạo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đó tạo tiền đề để nhân rộng mô hình này ra toàn quốc. An toàn giao thông là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và là vấn đề liên quan đến mọi người, mọi nhà. Năm 2023, tai nạn giao thông đã được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Trong 8 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2023. Ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65%. Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản. Các hành vi vi phạm giao thông được xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Là địa phương đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình tỉnh an toàn giao thông, trong một năm qua, Bắc Ninh đã tập trung triển khai thực chất, toàn diện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng và hình thành đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh, bước đầu làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh do Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an Bắc Ninh nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ, số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ của các lực lượng công an tỉnh trên môi trường số. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số của Bộ Công an, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc thí điểm xây dựng mô hình tỉnh an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, xã hội, trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân. Thông qua đó, giúp cho mọi người có thêm thông tin cần thiết, bổ ích, phòng tránh tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông. Tới đây, cùng với tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các địa phương cần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển con người, triển khai hiệu quả luật giao thông đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quá trình quản lý thông minh nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Hay khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo hay là trí tuệ nhân tạo trong quản lý nó đang là một cái xu thế. Thì chúng ta phải tranh thủ cái xu thế này. Nhưng mà nó phải phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Chúng ta tính toán thế nào cho nó chắc chắn, cho nó bền vững, vừa phát triển nhưng mà phát triển nó bền vững. Thì tôi đề nghị cái tinh thần như vậy để cho Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông, rồi tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai cái mô hình này, rồi tổng kết một cách nó nghiêm túc, rồi nhân rộng ra, có cái bước đi, có cái lộ trình và có cái cách làm nó phù hợp để mang lại cái hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng mô hình tỉnh an toàn giao thông sẽ được áp dụng rộng rãi, hiệu quả trên toàn quốc, góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến mới, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước, xây dựng đất nước ta văn minh, hiện đại.
an ninh, an toàn. Thưa quý vị, trong khi chờ xây dựng khu tái định cư mới cho 40 hộ dân tại thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, sau 5 ngày nỗ lực thi công cả ngày lẫn đêm, hôm nay những căn nhà tạm cư đầu tiên đã đón người dân bị mất nhà cửa, người thân của thôn Làng Nù đến ở. Từ đây cuộc sống của người dân sẽ dần ổn định và hướng tới tương lai phía trước. Chồng chị Hoàng Thị Cảnh, thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là một trong những nạn nhân hiện vẫn còn mất tích sau trận lũ. Ngôi nhà cũng đã bị vùi lấp hoàn toàn, để lại chị cùng với hai con nhỏ. Dù đối mặt với khó khăn, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, chị Cảnh đã chuyển đến nơi tạm cư để ổn định chỗ ở, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cả nhà. Đưa con đến trường học, con bảo mẹ ơi, mình chưa có nhà ở như vậy thì liệu con đi học có được không? Vì cháu nó nhìn thấy mẹ nó vẫn còn khổ, nên cháu nó có một ngôi nhà để mình ở rồi. Đến lúc đấy mình sẽ gọi là mình yên tâm để mình sản xuất, để ổn định lại cuộc sống. Các bà con thì cũng rất là phấn khởi, tức là cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giúp đỡ cho bà con nó yên tâm hơn về cái chỗ ăn và chỗ ở cho bà con nhân dân. Đến hiện tại bây giờ thì cũng có một phần là bớt đi những cái nỗi đau buồn. Khu tạm cư của người dân Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên được xây dựng trên nền nhà văn hóa cũ của thôn với diện tích 2.500 m², bố trí mỗi hộ dân một căn nhà rộng 36 m². Đây là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân đã mất nhà cửa trong trận lũ và các gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tạo điều kiện cho người dân về tất cả các cái vật dụng, rồi các cái điều kiện cần thiết, nhu yếu phẩm để cho người dân có thể ổn định ngay cuộc sống khi bước vào cái khu tạm cư để sinh sống trong cái thời gian để xây dựng cái khu, tái thiết lại cái khu dân cư mới. Ngoài việc hoàn thiện khu tạm cư, thì công tác xây dựng khu tái định cư lâu dài cũng đang được tỉnh Lào Cai nỗ lực triển khai. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và mất mát, người dân Làng Nù vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và đoàn kết. Với sự hỗ trợ từ chính quyền cùng cộng đồng, người dân nơi đây đang dần ổn định cuộc sống, sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Tại Hòa Bình, những ngày qua, các đoàn kiểm tra của tỉnh đã liên tục đi kiểm tra chỉ đạo xử lý quyết liệt các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh do mưa bão gây ra. Tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trên tuyến đường tỉnh 445, hiện có 5 cầu vào ngày 19 tháng 9. Cầu Ngòi Móng tại km 0+265 bị lún sụt, sập mố cầu, không thể lưu thông. Còn tại cầu Ngòi Tôm, km 14+745, đường tỉnh 445 xuất hiện tình trạng hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Mố trụ đã bị xói lở bào mòn rất lớn, chiều sâu xói lở trung bình khoảng từ 5 đến 7 mét. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đã thông báo cấm lưu thông các phương tiện qua khu vực này, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Dự án thì nhằm hạ tải cái khu vực sạt lở ở tại đồi Đục Thao, bảo vệ dân sinh cho 43 hộ dân ở dưới chân đồi. Thế thì dự kiến tiến độ thì công trình được giao cho công ty cổ phần Unit Xanh làm chủ đầu tư, và dự kiến tiến độ sẽ trong vòng 3 tháng sẽ phải hoàn thành cái công trình này. Rất là nhiều năm rồi thì bà con cũng rất là vất vả khi mà mùa mưa đến. Bây giờ ý nguyện của bà con thì cũng mong muốn là làm sao thấy cái công trình thì vừa rồi đã cũng hôm qua đã cũng có cái về để làm lễ khởi công rồi, thì mong là thực hiện nhanh để cho bà con để có cái chỗ yên tâm để quay về nhà mình để ăn ở sinh sống sinh hoạt. Tại huyện Lương Sơn, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công dự án phòng chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh tại đồi Lũ Thao, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn. Đây là khu vực có nguy cơ sạt lở nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa bão là các cấp chính quyền lại phải tổ chức sơ tán dân. Trước thực trạng có nguy cơ sạt lở cao, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã khởi công dự án với mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2025. Thời điểm xảy ra mưa lũ vừa qua, tỉnh Yên Bái có 38 cơ sở y tế bị ảnh hưởng thiệt hại. Để góp phần giúp ngành y tế tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho người dân và các cơ sở y tế của tỉnh.
Trong số 38 cơ sở y tế bị ảnh hưởng thiệt hại, có bệnh viện nội tiết, trung tâm y tế huyện Trạm Tấu bị sạt lở nặng, 35 cơ sở bị ngập hoặc bị sạt lở, sụt lún và cô lập. Hiện nay nước đã rút nhưng để lại lượng bùn đất cao hàng mét, ngổn ngang. Chia sẻ với tỉnh Yên Bái nói chung và ngành y tế của địa phương này nói riêng, bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng tiền thuốc, thiết bị y tế và miễn học phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đến năm 2025 cho cán bộ y tế tỉnh Yên Bái với tổng trị giá 7 tỷ đồng. Cùng với việc thăm hỏi tặng quà 5 gia đình nhân viên y tế chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, đoàn công tác của bệnh viện Bạch Mai gồm hơn 40 thầy thuốc đã tiến hành khám miễn phí, tư vấn điều trị bệnh cho hàng trăm người dân thành phố Yên Bái. Yên Bái là một trong 3 tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 3 sau mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến cuối của cả nước đã cử những thầy thuốc giỏi lên Yên Bái chia sẻ với đồng bào, góp phần cùng cả nước hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe, phục hồi kinh tế xã hội. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn trên 13.000 người sơ tán tránh ngập lụt, tập trung tại các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, mực nước ngập trên các sông Cầu, Cà Lồ, Mỹ Hà và Nhuệ đã rút xuống dưới mức báo động 1, trong khi sông Đáy vẫn trên mức báo động 1. Riêng sông Bùi và sông Tích vẫn duy trì trên mức báo động 3 và đang có dấu hiệu rút chậm. Do mực nước sông rút chậm nên mực nước trên các hồ chứa ở ngoại thành Hà Nội vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng tràn, gây nguy cơ tiếp tục úng ngập tại nhiều khu vực nếu có mưa to. Trong tổng số hơn 78.000 người dân ở Hà Nội phải sơ tán, đến nay đã có hơn 64.000 người trở về an toàn. Tuy nhiên vẫn còn hơn 13.000 người tại các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và Ứng Hòa vẫn chưa thể trở về do khu vực này vẫn còn bị ngập nước nghiêm trọng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo hiện tượng lũ quét và sạt lở đất sẽ tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ do không khí lạnh ảnh hưởng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đêm 23 tháng 9, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa to có thể gây hiện tượng sạt lở lũ quét quay trở lại tại các tỉnh Trung Du vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Với các địa phương như Hà Nội, mưa lớn có thể khiến cho nhiều tuyến phố ngập sâu. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 4 vừa quét qua miền Trung, đánh dấu mùa mưa bão đã bắt đầu ở khu vực này. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng từ 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo bão và mưa lũ có khả năng xuất hiện dồn dập vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, đồng thời số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình mọi năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm còn khoảng 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có từ 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trọng tâm là khu vực Trung Bộ. Năm nay, mưa lũ khu vực Trung Bộ được dự báo khắc nghiệt hơn năm ngoái, lượng mưa nhận định lớn hơn so với trung bình nhiều năm, nguy cơ về sạt lở, lũ quét sẽ khắc nghiệt hơn so với mọi năm, trong đó khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi sẽ là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trên địa bàn khi gần 9.000 hồ sơ đất đai bị ách tắc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc sử dụng bảng giá đất được ban hành theo luật đất đai năm 2013 như đã thực hiện trước ngày 1 tháng 8 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 cho đến khi ban hành quyết định sửa đổi bổ sung mới. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Cục Thuế thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng phát sinh từ ngày 1 tháng 8 theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo mới đây của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 8, cơ quan này tồn đọng hơn 8.800 hồ sơ nhà đất đang chờ xử lý liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Lượng hồ sơ chưa được giải quyết là do cơ quan thuế chờ hướng dẫn cách tính mới sau khi luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Sau khi một số doanh nghiệp đầu mối đề xuất giảm nguồn phân giao nhập khẩu xăng dầu trong năm nay để giảm lỗ, Bộ Công Thương vừa có công văn gửi thương nhân phân phối xăng về việc đôn đốc báo cáo theo quy định. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước các mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị thương nhân phân phối nghiêm túc thực hiện việc báo cáo theo quy định 3 nội dung, gồm báo cáo nhập, xuất, tồn kho xăng dầu và tồn kho xăng dầu theo 3 miền, báo cáo đăng ký điều chỉnh hệ thống phân phối, quyết định điều chỉnh giá và báo cáo đột xuất khác khi có yêu cầu.
Tại cuộc họp với Bộ Công Thương mới đây, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có đề xuất điều chỉnh giảm mức tổng nguồn được phân giao cho cả năm 2024. Nguyên nhân là do nhu cầu của người dân về cơ bản sẽ không có sự tăng trưởng đột biến. Trong khi nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão, một số bị lỗ do giá xăng dầu trong và ngoài nước đều giảm mạnh, trong khi vẫn phải bảo đảm lượng dự trữ trong 20 ngày nên việc cân đối gặp nhiều khó khăn. Tối ngày 21 tháng 9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ban ngành tổ chức lễ khai mạc sự kiện Không gian giới thiệu sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh 2024. Chương trình diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 tại đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. TRICO 2024 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội giao lưu, kết nối với doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế để xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển kinh tế tuần hoàn. Từ đó, doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, năng lượng trên nền tảng công nghệ số để nâng cao năng lực, giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Lãnh đạo thành phố cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh nhằm tạo động lực và khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh tuần hoàn. Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố đến năm 2030 với mục tiêu đưa thành phố trở thành một đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững. Trạm hoán đổi pin xe điện hai bánh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Công Thương triển khai với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa được đưa vào sử dụng. Thay vì chờ hàng giờ sạc pin, giờ đây người đi xe điện có thể đổi pin chỉ trong vài phút. Thay vì mất từ 3 đến 8 giờ để sạc đầy pin, việc đưa vào hoạt động trạm hoán đổi pin xe điện hai bánh sẽ giúp các chủ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ động, thuận tiện hơn trong lưu thông phương tiện khi chỉ mất khoảng 2 phút để đổi một cục pin đã sạc đầy. Khi mà mình hết điện ấy, thì mình ghé vào cái trạm đổi rất là nhanh và tiện lợi. Nhanh hơn nhiều so với cái việc em đi đồ chờ đổ xăng. Và các cái trạm thì nó bố trí các địa điểm cũng thường thuận tiện. Và khi mà em muốn đổi pin thì em chỉ cần xem trên cái app là mình biết các cái trạm đang còn bao nhiêu pin thì mình ghé đổi đấy. Với kết hợp giữa con xe máy điện của Silex với giải pháp của trạm pin, chúng ta chỉ đổi pin trong vòng 2 phút. Từ đó giúp các bác tài, các tài xế có thể là di chuyển được quãng đường đi xa hơn. Nó không bị giới hạn giống với các cái giải pháp liên quan đến trạm sạc. Mô hình cũng được các ngành chức năng đánh giá là sẽ góp phần làm giảm phát thải nhà kính, tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, hỗ trợ Việt Nam gần hơn với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sử dụng xe điện xanh là cơ hội lớn cho Việt Nam thực hiện mô hình kinh doanh xanh mới, bởi vì nó giúp tăng trưởng xanh, đạt được nhiều mục tiêu, giảm tiêu thụ năng lượng, cải thiện được vấn đề ô nhiễm môi trường và cải thiện được sức khỏe của người dân. Cho nên sự kiện đưa trạm hoán đổi pin vào hoạt động sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu rất lớn, đó là đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong thời gian tới, sẽ có thêm ít nhất 20 trạm hoán đổi pin trên địa bàn thành phố, ưu tiên phục vụ cho các hoạt động vận chuyển du lịch và chạy xe công nghệ. Đặc biệt, sẽ xây dựng trạm đổi pin kết nối thành phố Huế, Đà Nẵng và Hội An, tạo nên hành lang du lịch bằng xe máy điện dọc tuyến đường đầy tiềm năng này. Sau đây là một số thông tin về thị trường lao động việc làm mà chúng tôi mới cập nhật. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, kinh tế tư nhân đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra 85% việc làm cho tổng số lao động, chiếm 35% kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu. Hiện cả nước có khoảng 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân lớn đã tham gia đầu tư vào các công trình hạ tầng năng lượng, sản xuất ô tô, quy mô lớn. Trong khi đó, theo một khảo sát vừa được công bố, trong số 300 doanh nghiệp tiến hành khảo sát, có đến 85% doanh nghiệp cho biết đang thiếu hụt lao động. Đặc biệt, 30% trong số đó rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi số lượng nhân sự hiện có chỉ đạt một nửa so với nhu cầu thực tế. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quý 4 năm 2024, thành phố dự kiến cần từ 78.000 đến hơn 83.000 lao động, trong đó nhóm ngành công nghiệp trọng điểm cần từ hơn 12.000 đến gần 13.000 lao động, nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có nhu cầu lớn nhất với khoảng từ hơn 47.500 đến hơn 50.700 lao động. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định số 1017 phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030,
đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đến năm 2050, Việt Nam có đội ngũ nhân lực mạnh, gia nhập vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cả về chất lượng và số lượng.